cập nhật mới nhất vụ dùng súng tấn công ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk đã bắt giữ 39 người liên quan. Theo thông tin từ thông tấn xã Việt Nam, tính đến 9 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lực lượng công an Việt Nam đã bắt giữ 39 người liên quan đến vụ dùng súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, thu huyện Cư khui tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 13 tháng 6, trung tướng tô ân sô, người phát ngôn bộ công an Việt Nam cho biết, trong suốt đêm qua các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng. Trong đêm 12 tháng 6, hai đối tượng ra đầu thú. Như vậy, tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng Công an đã bắt giữ 39 đối tượng. Hiện chưa có thống kê cụ thể số người lẩn trốn. Tướng Sô cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường KSC. Trước đó, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người đi xe máy đến, dùng súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân, phòng làm việc của công an xã Ea Tiêu và Ea K'tu, thuộc huyện Cư Kùi. Hậu quả làm 4 công an viên, 2 cán bộ xã và 3 người dân thường thiệt mạng, 2 công an trọng thương. Theo thông tin được phía công an công bố, cảnh sát trong ngày đầu tiên truy tìm đã bắt 16 người, hôm qua bắt 11 người và sáng nay 10 người. Theo thông tin từ tờ VnExpress ngày 12 tháng 6, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 công an viên thuộc bộ Công an và hai người thuộc tỉnh Đắk Lắc thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và truy phong danh hiệu liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại, thông tin về nhóm đối tượng này vẫn chưa được công bố chi tiết bộ công an việt nam chưa khẳng định đây có phải là một cuộc tấn công quy mô có kế hoạch và do các tổ chức đứng sau hay không mặc dù trên mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều thông tin và giả thuyết